Báo giá siêu rất xe tải cũ chất lượng IZ65. Và xin chào tất cả quý bạn và tôi hướng dẫn ô tô nhá. Và hôm nay thì lên sóng cho các bác một em IZ65 đời 2018 đăng ký 2019 nhá. Đây, em này biển Thanh Hóa này, chưa rút hồ sơ. Em này thì sẽ báo giá luôn cho các bác là đang có giá là 330 triệu và giá có thương lượng và lọc lá tại salon nhá. Xe phải nói là rất là đẹp luôn, loại lướt. Đây là các bác chỉ bàn về giá cả thôi nhá. Đấy, em này thì đầy đủ đồ hết các bác ạ. Lốp mới, cám dài, xe zin hết nhá. Xe về chỉ việc lăn bánh thôi. Xe rất là đẹp luôn các bác. Bác làm có nhu cầu thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình, sẽ tư vấn cho các bác cận kẽ và chi tiết nhá. Địa chỉ nhà em tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên. Nếu bác làm mà cần xuống xem xe trực tiếp thì em sẽ chỉ đường cho các bác. Đây, cho bác xem nội thất bên trong nhá. Dạ, từ tắp đi cửa này, rất là mới luôn. Loại máy điện này thì các bác chạy rất là êm, tiết kiệm nhiên liệu. Trong cái thời buổi gọi là xăng dầu nó lên giá cực mạnh như này thì em máy điện này ăn rất là ít. Đây là các bác chạy là còn có cái công. Bây giờ xe cơ chạy là tốn nhiều xăng nhiều dầu lắm. Lốp lắp đẹp coi nhá, lốp mới. Bầm bệ này. Đấy. Xe thì rất là đẹp thôi các bạn. Nhìn những con ốc thì rất là sáng. Loại máy điện này thì chỉ bán với giá thôi, còn đã về đến salon thì nhà em đã kiểm tra chất lượng hết rồi các bác nhá. Đấy, nên là không phải lo. Đây, tất cả các bác lấy thùng bệ các thứ là hoàn toàn nguyên zin, không sơn lại một giọt nào nha các bác nhá. Đấy. Để mộc luôn cho các bác xem. Đây, lốp liếc cả dàn mới luôn. Xe đầy đủ đồ hết các bác nha. Bác làm có thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em cho màn hình nhá, sẽ tư vấn cho các bác. Xem phần sàn phía trong này thì đã được lót sàn hết rồi, dày dặn. Lót về thì chạy thôi. Bác nào mà đang có nhu cầu mua xe mới loại này thì có thể tham khảo em này các bác nhá. Nên là mua những dòng xe lướt này hơn là mua những dòng xe mới, bởi vì khấu hao nó ít và giá thành nó rẻ được hơn xe mới rất là nhiều. Hộp lắp này rất đẹp các anh nhá. Xe chỉ bàn về giá thôi, riêng em này thì cam kết bảo hành cho các bác luôn. Bác nào mà đã mua xe như em thì cũng có thể biết. Tất cả phần cabin các thứ rất là đẹp nha. Em này biển 36, em chưa rút hồ sơ. Nếu bác nào mà cần rút thì em sẽ rút hồ sơ cho các bác nha. Rút hồ sơ nhanh thôi. Bác nào nhu cầu rút hồ sơ thì cứ xuống xem xe và thiện chí thì sẽ bàn về vấn đề rút hồ sơ sang tên sau. Thì em đầy đủ thủ tục giấy tờ hết cho các bác nha. Khám dài đấy, vừa quay cho các bác, em này khám vẫn còn tháng 9 cơ. Xe về không phải làm gì hết. Ba mà chạy hàng nhẹ mà không cần tải ấy thì chạy em này rất hợp lý nha. Ba làm một thiện chí thì giải alo cho em, sẽ báo giá lại em này cho các bác này. IZ65 2018 đăng ký 2019, tải trọng là 3,5 tấn. Em này thì đang có giá là 330 triệu. Xe đầy đủ đồ, lốp mới, khám dài. Đấy, đã lên động cơ Euro 4 nha, tiết kiệm nhiên liệu. Dạo này dầu đắt là mặt hàng này là rất là ưa chuộng các anh nha. Các bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nha.
Hướng dẫn Auto xin chào và hẹn gặp lại các bác.